Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Invita đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon và dịch vụ FedEx. Phía đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng đã mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ kiểm tra một sản phẩm bên trong cũng như là cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mỗi sản phẩm ngày hôm nay. Bên trong của chúng ta sẽ có một chiếc box chính như là sản phẩm của chúng ta nè, cùng với đó là tích cơ quảng cáo của Choma và hóa đơn từ Choma, rất là quen thuộc thôi. Bây giờ mình sẽ lấy sản phẩm ra nha. Đây. Box chính của chúng ta thì vẫn được bảo vệ bởi một cái lớp giấy trắng bên ngoài như thế này. Và trên thân box của chúng ta cũng sẽ có một chiếc tem. Tem này do Choma Shop họ dán lên, không phải là Invita nha các bạn. Chúng ta sẽ có tên sản phẩm được Choma Shop họ cung cấp lại, nhằm để cung cấp thêm một số thông tin cho chúng ta như là Invita Pro Diver và Blue Dial Stainless Steel, cũng như là một bộ sản phẩm thuộc và bộ sưu tập Pro Diver của Invita là sử dụng máy pin nè, và có mặt số màu xanh lam, hoàn thiện bằng thép không gỉ, và những cái thông tin mà Choma Shop họ muốn truyền đạt cho chúng ta. Chúng ta sẽ có giá niêm yết cho một sản phẩm là $395. Tuy nhiên sản phẩm này có giá rất là tốt tại ship.vn, các bạn có thể đánh mã sản phẩm ngay trên chiếc tag này đây, trên chiếc tem này đây. Chúng ta sẽ có mã là 32056, các bạn có thể đánh mã sản phẩm này vào trang chủ của ship.vn để có thể mua được sản phẩm với giá tốt nhất. Rồi, còn bây giờ mình sẽ lát giấy qua ngoài thôi nha. Rồi, đây chính là chiếc box chính của Invita với cái tông màu vàng cực kỳ quen thuộc, và đây là tông màu được yêu thích của Invita luôn. Phía trên mặt hộp chúng ta sẽ thấy là logo của Invita cùng với tên thương hiệu được in rất là nổi bật. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ về cái thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Thì Invita bắt đầu là một công ty đồng hồ của Thụy Sĩ vào năm 1837. Hãng được thành lập bởi Raphael Biscard tại La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ. Vào đầu những năm 80 thì Invita bị phá sản và hãng được bán vào năm 1983 cho Onyx SA. Công ty tiếp tục sản xuất đồng hồ ở Pell, nhưng điều này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn vì Onyx sau đó đã phải đóng cửa do doanh thu khá đáng thất vọng. Invita được tái thành lập vào năm 1991. Khi thương hiệu này được mua lại bởi các chủ sở hữu người Mỹ, và vào tháng 2 năm 2020, Invita tuyên bố rằng họ đã hợp tác với Authentic Brand Group, viết tắt là ABG. Công ty này thường xuyên sản xuất đồng hồ và hợp tác với các nhân vật nổi tiếng cũng như là công ty nổi tiếng, là bao gồm như nghệ sĩ là Romero Risto nè, Marvel Comics nè, công ty DC Comics và một số người nổi tiếng khác. Và đó là một số thông tin tổng quan về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết nha. Còn bây giờ mình sẽ đi vào sâu bên trong nhân vật chính của chúng ta. Đây chính là mẫu Invita ngày hôm nay của chúng ta, rất là đẹp với một mặt số màu xanh lam. Phía dưới chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng cùng với một gói hút ẩm. Đây, mình sẽ lấy ra cho bạn xem nha. Đây. Rồi, thì mình sẽ lấy mẫu đồng hồ ra. Đây là chiếc gối tương đối là lớn. Sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay thì vẫn còn mới 100% và lần họ dán siêu mặt cũng tương đối là đẹp nè. Và lớp siêu dây, siêu khóa còn rất là chắc chắn đây. Siêu dây thì họ quấn cực kỳ kỹ lưỡng luôn. Trong các video, trong những review trước mình cũng có đề cập đến cho các bạn, nó hỏng siêu dây rất là kỹ nè. Phần thân dây và mặt dây đều được bọc rất là kín đáo, kể cả phần thân dây đây họ cũng dán siêu hai bên thân luôn, rất là chỉnh chu. Và đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ về thương hiệu này cho những bạn nào dạ chưa biết. Rồi, Invita, tên của một sản phẩm ngày hôm nay. Xin lỗi các bạn, mình sẽ giới thiệu lại tên của sản phẩm ngày hôm nay chứ không phải mình giới thiệu về thương hiệu rồi. Tên mẫu sản phẩm ngày hôm nay sẽ là Invita Pro Diver hoặc Men Watch, một mẫu sản phẩm dành cho nam giới đến từ bộ sưu tập Pro Diver của thương hiệu Invita. Mã sản phẩm này sẽ là 32056, lúc nãy có nói rồi nè. Đường kính sẽ là 43mm, với thích hợp với các bạn nam có cổ tay từ 18cm lên tay sẽ cực kỳ tuyệt vời. Độ dày của mẫu này sẽ là 11.3mm, đây cũng là một độ dày tương đối trung bình dành cho một mẫu đồng hồ thể thao dành cho nam giới như thế này. Kính được sử dụng cho mẫu này sẽ là kính Flame Fusion, một loại thủy tinh khoáng được làm cứng đặc biệt và cho cái khả năng chịu lực tốt, hạn chế trầy xước và có thể đánh bóng nhẹ lại khi trầy, nó cũng tương tự như kính khoáng vậy đó các bạn. Mặt số của chúng ta sẽ được làm bằng kim loại với tông màu xanh lam chủ đạo nè,
tạo cái cảm giác tươi sáng và nó thể hiện cho một sức mạnh mạnh mẽ, sự độc lập, không khí mát mẻ và pha lẫn cái chút tông sáng trong đó. Đồng thời thì tông màu này nó còn thể hiện được sự tin tưởng ở những nơi như cơ quan công quyền hay là sự thông minh và phẩm giá của con người. Đó là sự nổi bật của màu xanh lam. Màu xanh lam nó đại diện cho rất là nhiều doanh nghiệp, đó là những cái mà màu được yêu thích nhất, và nó cũng là một trong những cái tông màu yêu thích, được yêu thích nhiều nhất trong từ năm 2020 đến nay. Về phần khung vỏ và dây đeo, chúng ta sẽ được hoàn thiện hoàn toàn bằng thép không gỉ 316L nè. Đó, như các bạn có thể thấy, đây là một loại thép có tính chất chống ăn mòn tổng thể tốt trong môi trường chất lỏng, có tính axit như là mồ hôi. Bên cạnh đó thì loại thép này nó cũng chống lại được các đặc tính từ tính, một cái khả năng khá là quan trọng trên mỗi mẫu đồng hồ. Còn bây giờ mình sẽ đi sâu vào cái phần mặt đồng hồ trước. Đầu tiên là về viền benzen, chúng ta có cái thiết kế viền benzen xoay một chiều nha các bạn. Đây mình sẽ xoay cho các bạn xem. Chúng ta sẽ xoay một chiều kim đồng hồ và chỉ được một chiều là ngược kim thôi. Trên viền thì chúng ta cũng có thấy là họ sử dụng tông màu xanh lam luôn để đồng bộ với mặt số bên trong. Cùng với đó là các chỉ số ở các mốc quan trọng sẽ được in số Arabic khá là lớn và nổi bật, giúp chúng ta hỗ trợ quan sát nó tốt hơn, như 10, 20, 30, 40 và 50. Phía trên thì chúng ta cũng sẽ có một cái logo chú cá mập đầu búa đây, thể hiện cái sự bộ sưu tập. Đây là một cái biểu tượng của bộ sưu tập Rodiver luôn nha các bạn. Đây, chú cá mập đầu búa. Phần đánh dấu để có thể bạn đọc được cái thời gian đo, chúng ta sẽ có một cái hình tam giác được thiết kế rất là quen thuộc nè. Và trên đó chúng ta sẽ có một chấm luminol, có này lớp dạ quang hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu sáng. Phía trên mặt số đồng hồ chúng ta sẽ thấy ngay một cái mặt số màu blue luôn nè. Đó là một xanh lam rất là đẹp. Cùng với đó là các họa tiết UC hình gợn sóng rất là đẹp nha các bạn. Đây, nó giống như một cái lớp sóng biển đang vỗ vậy, rất là đẹp luôn. Và đây cũng là một trong những cái thiết kế đặc trưng của các mẫu Rodiver đến từ Invicta. Thì để sử dụng cái họa tiết này thì nó đòi hỏi tay nghề thủ công của người thợ khá là cao cấp. Đây là cái họa tiết UC. Họa tiết UC là tên gọi chung của tất cả các họa tiết rất là nhỏ lặp đi lặp lại nhiều lần trên mặt số đồng hồ hoặc là trên một số bộ phận cơ quan của đồng hồ, như là những cái thiết kế lỗ máy. Tuy nhiên ở trên máy pin thì chúng ta sẽ không có những cái thiết kế lỗ máy như thế. Rồi nói về cái họa tiết này, khi mà nó đòi hỏi tay nghề thợ thủ công cao nè, ngoài ra thì bây giờ họ cũng sử dụng một cái loại máy tiện hình học, gọi là máy tiện hình học là Raw Engine, để thực hiện những cái thủ công cao cấp này. Và phần mặt số này chúng ta cũng sẽ được trang bị đầy đủ các cọc số và bộ ba kim chức năng giờ phút giây nè. Mỗi một cái thiết kế trên các mẫu Rodiver chúng ta sẽ luôn có những cái thiết kế rất là đặc trưng, như là đặc biệt là cọc 12 giờ sẽ luôn luôn thiết kế đặc biệt hơn so với các cọc số còn lại, để chúng ta tránh cái trường hợp khúc xạ ánh sáng khi chúng ta hoạt động dưới nước. Thì đây là một mẫu đồng hồ lặn. Ở đây cọc số chúng ta 12 giờ chúng ta sẽ là cọc đôi nè, để phân biệt các cọc số còn lại. Và các cọc quan trọng khác như là 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ sẽ được là cọc làm với cọc đơn. Các mẫu còn lại sẽ là cọc tròn nè. Và tất cả cọc số cũng như là bộ kim của chúng ta được phủ luminol hay là lớp dạ quang hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu sáng. Cửa sổ lịch ngày sẽ được đặt ở góc 3 giờ truyền thống nè. Và trên đó chúng ta cũng sẽ được trang bị một chiếc kính lúp nhỏ để có thể hỗ trợ quan sát nó rõ ràng hơn. Bộ kim chúng ta cũng thể thấy là nó được thiết kế khá là đặc biệt như mình nói đó, để tránh cái trường hợp mà bị nhầm kim khi chúng ta hoạt động dưới nước vì cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Cho nên là kim giờ và kim phút chúng ta đều có những cái thiết kế rất là nổi bật, phân biệt tách biệt khỏi nhau nên dễ dàng quan sát hơn. Tên thương hiệu cũng như là logo thương hiệu sẽ được đặt ở góc 12 giờ, đây là góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ. Và phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có logo hình một chú cá mập đầu búa, như lúc nãy mình nói đây là biểu tượng của bộ sưu tập Rodiver. Nó sẽ có khả năng kháng nước là 100m này. Họ in lần này thì họ in hơi chìm một chút xíu nha các bạn, rất là khó thấy bằng mà qua camera, mắt thường thì mình có thể dễ dàng nhìn thấy hơn. Rồi mình sẽ cố gắng để gần, không biết các bạn có thấy không. Đây, water resistant 100m. Với khả năng kháng nước này các bạn có thể yên tâm là đi mưa hoặc rửa tay. Chỉ là đây là một mẫu đồng hồ lặn cho nên là mình cũng có thể lặn được. Tuy nhiên thì khi mà các bạn tiếp xúc với nước thì mình nên nhớ kỹ nha. Đầu tiên mình phải đảm bảo là nấm vặn của chúng ta sẽ được đóng chặt như thế này. Để chúng ta xem, đây là một nổ nấm vặn screw down nha các bạn. Để tối ưu hóa cái khả năng kháng nước thì Invicta họ đã cung cấp một cái nấm vặn các bạn, ở mẫu này chúng ta sẽ không có nấm vặn screw down, chúng ta chỉ có một nấm vặn boost thôi, cũng như là nấm đẩy, nấm kéo và đẩy thôi. Đây, chúng ta sẽ không có nấm vặn screw down, hơi đáng tiếc một chút xíu. Thông thường thì trên các mẫu Rodiver mình đã từng review thì đa số là nó sẽ có nấm vặn screw down, có nghĩa là nấm vặn xoắn, nó sẽ an toàn hơn khá là nhiều so với nấm vặn đẩy như thế này. Nhưng mà chúng ta vẫn có được 2G bảo vệ cũng khá là tương đối là ổn định. Rồi, nhưng mà nếu mà trường hợp này thì các bạn phải lưu ý nha,
Đầu tiên là trong trường hợp đi mưa hay là trường hợp các bạn chơi thể thao dưới nước dưới cái mỏng đồ hồ đồ diver như thế này và không có nấm bạn siêu ra, các bạn cần phải tuyệt đối đảm bảo là khi tiếp xúc với nước các bạn phải cho nấm ở vị trí đóng chặt như thế này. Ngoài ra thì khi mà các bạn muốn điều chỉnh điều gì thì các bạn đảm bảo là nấm bạn của chúng ta đang ở trong cái điều kiện nó khô ráo nhất có thể và không có bị động hơi nước hay gì, vì khi các bạn điều chỉnh thì nó có thể là nước nó sẽ theo cốt ti đi vào trong máy luôn nếu mà nó chưa khô hẳn nha. Còn trong trường hợp rửa tay thì các bạn cũng nên lưu ý là chúng ta sẽ tuyệt đối không rửa tay dưới vòi nước trực tiếp, vì khi đó áp suất nước nó sẽ lớn hơn áp suất ron cao su bên trong và chúng ta sẽ không có nấm vặn xoắn thì nước nó vẫn có thể thâm nhập vào bên trong được. Rồi, đó là những cái lưu ý trong quá trình sử dụng với một chiếc nấm vặn kéo như thế này, rất là bình thường thôi. Về phần khung vỏ nè, như các bạn có thể thấy là hai bên chúng ta đều dán siêu. Đây là chiếc tay đánh bóng nha các bạn, do họ dán siêu cho nên các bạn sẽ khó thấy cái độ bóng của nó hơn. Đây, tất cả đều được chiếc tay đánh bóng mang lại cái nét sang trọng cho mẫu đồng hồ chúng ta. Hai phần lớp thì chúng ta sẽ có thiết kế đánh phay xước, nó mang lại cái nét cứng cáp nè, đó, chắc chắn trên cổ tay nam giới hơn. Và đây, tên thương hiệu Invicta họ được in rất là nổi bật phía trên phần thân vỏ này, tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa. Trên phần nấm vặn chính của chúng ta thì cũng có logo của Invicta luôn, một dấu chữ thập rất là nổi bật. Về phần dây đeo, chúng ta sẽ có một dây đeo thiết kế dạng 3 chỉ nè, và chỉ giữa chúng ta sẽ được đánh bóng nổi bật nè, tăng cái điểm nhấn cho dây đeo. Hai chỉ ngoài cùng chúng ta sẽ có chế tác đánh phay xước, tạo nên cái nét cứng cáp chắc chắn hơn, nhìn mạnh mẽ hơn dành cho nam giới. Khóa được sử dụng ở đây sẽ là khóa một lần gập cùng với chốt V-Lab, và đây là một mẫu sản phẩm đồng hồ thể thao đảm bảo cho chúng ta có cái dây đeo sẽ luôn chắc chắn trên cổ tay của nam giới khi chúng ta hoạt động mạnh hoặc chơi các hoạt động thể thao. Trên mặt nấm, trên mặt khóa chúng ta vẫn thấy nè, có tên thương hiệu Invicta cùng với logo rất là nổi bật. Rồi, bên trong khung vỏ thì chúng ta sẽ được trang bị cổ máy sử dụng pin BC32 đến từ Nhật Bản nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ thấy thông tin ở phía dưới đây luôn. Phần mặt đáy thì chúng ta sẽ có một thiết kế đáy kính rất là quen thuộc trên các mẫu sử dụng pin và một số thông tin được in phía dưới đây như là cổ máy Nhật Bản nè, Yamaha Woman 100m khả năng kháng nước, mã sản phẩm họ cũng in ở đây luôn, công nghệ kính Flame Fusion. À, tên ở phần trung tâm thì các bạn có thể thấy là rất là nổi bật với tên thương hiệu Invicta và tên bộ sưu tập Pro Diver, mà slogan dành cho bộ sưu tập này là Master of the Ocean. Rồi, Oceanity, những cái thông tin mình đã cung cấp cho các bạn đầy đủ rồi, để được thể hiện phía dưới này. Rồi, tổng kết lại, nhìn chung thì chúng ta sẽ có một mẫu đồng hồ mang phong cách thể thao với kiểu dáng cổ điển của dòng Pro Diver, thích hợp với các bạn nam có cá tính, đam mê dòng đồng hồ thể thao, thể hiện được sự năng động mạnh mẽ của nam và nam tính. Rồi, đó là những góc quay thực tế về mẫu sản phẩm Invicta Pro Diver ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến dòng sản phẩm này. Hiện tại tại eShip.vn đang có rất là nhiều mẫu mã đồng hồ với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.